Phẩm 43 Chẳng phải là tiểu thừa Này từ thị Ông thấy các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát kia Được nhiều lợi ích như vậy Nếu có trai lành gái tính nào Được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà Sanh tâm vui mừng hớn hở Chừng một niệm Quy y chim lễ Như thuyết tu hành Phải biết Người này được lợi ích rất lớn, được nhiều công đức như đã nói ở trên. Tâm không tự ti, cũng không cống cao, thành tựu thiện căn được thêm tăng trưởng. Phải biết người này không phải tiểu thừa, ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng, những thiên nhân Atula ở thế giới này nên phải hớn hở, tinh thích tu tập, sanh tâm hy hữu, nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau được vào bậc bất thối chuyện. Thấy được cõi cực lạc rộng lớn trang nghiêm, giúp thọ thù thắng, viên mãn công đức hơn cả, nên phải tinh tấn dân dự pháp môn này cầu được giảng sanh, không nên sanh tâm thối thất hư ngụy dù có vào hầm lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối hận. Tại sao vậy? Du lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn di diệu này, không có tâm sai trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được, nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này.